Và chúng ta cũng có một trong những người nổi tiếng, một trong những tác giả của cuốn sách mà Thuận cũng rất là thích đọc trước đây. Đó chính là Cha giàu, Cha nghèo. Có thể là nhiều bạn cũng đã đọc cuốn sách này rồi. Có thể nói được đây là một trong những cuốn sách mà thay đổi cái suy nghĩ của Thuận về tiền rất là nhiều. À, nhưng mà đối với tác giả Robert Kiyosaki đó thì gần đây chúng ta thấy được là thường hay thuyết về Bitcoin và vàng. Và chúng ta thấy được là ông ta thường hay đưa ra những cái con số giá tới đâu ông ta sẽ mua tới đâu ông ta nghĩ ra rẻ thì hôm qua đó thì Roy Kiyosaki đưa ra một cái thuyết mà làm cho nhiều người cũng sững sờ nói là Roy Kiyosaki đã chờ Bitcoin về thử lại 1.100 đô có nghĩa là cái giá phải rớt 99,9% từ cái đỉnh là 69.000 mới trở về 1.000 đô được nhưng mà tôi nghĩ là ông ta đánh lộn mà thôi tại vì gần đây đó chúng ta cũng thấy là Roy Kiyosaki cũng đưa ra một cái thuyết ngày 18 tháng 5 đó thì ông ta nghĩ là những cái mức giá mà BTC có thể là đối với ông ta là rẻ là xuống 20.000, xuống 14.000, xuống 11.000, xuống 9.000 Tôi nghĩ là hôm qua đó ông ta đưa ra cái thuyết là chờ Bitcoin về 1.100 đô đó là biết lộn tại vì trước đây ông ta để là 11.000 trong cái thuyết cái này một tháng. À, nhưng mà dù sao đi nữa đó thì chúng ta thấy được là có rất là nhiều người họ thường hay nói là đợi bitcoin về một mức nào đó rồi họ mua nhưng mà bitcoin về mức đó họ lại không mua rồi họ đợi mức thấp hơn và mức thấp hơn cuối cùng họ sẽ mãi không mua và giá cả nó cũng sẽ đi xuống tới một mức nào đó thì giá cả sẽ không đi xuống nữa và giá cả sẽ đổi hướng và đi ngược trở lên thì họ sẽ mất cơ hội cũng như là chúng ta thấy được là Rob Kiyosaki đó cũng đã nói rất nhiều trước đây Ông ta nói là đợi Bitcoin về ba mươi mấy ngàn rồi hai mươi mấy ngàn Bây giờ ông ta nói đợi Bitcoin về mười mấy ngàn Thậm chí là dưới mười ngàn Như là chúng ta thấy là gần đây nhất ngày 12 Tây ấy, thì ông ta nói là đợi Bitcoin đó có thể là Tới mười bảy ngàn ông ta sẽ mua nhưng mà giá BTC đó các bạn đã nhớ là cách đây à, khoảng một tuần đó cũng có một đợt xuống 17.500 nhưng mà Rob Saki cũng không có thông báo là mua thì cứ như vậy hoài thường không biết là người ta sẽ đợi tới mức nào nhưng mà đây là một trong những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn